có 60 mấy con có ở đây từ xưa tới giờ rồi, mà do là ở đây là ở chùa, nó về đây nó không có bị săn bắn, nó không có bị người ta đuổi nó, thành ra là nó về đây nó ở, rồi có khách du lịch lên cho nó ăn, vừa có chỗ ăn vừa có chỗ ở, cho nên là nó ở đây và nó sinh sản. Có giật đồ, chỉ có lấy thức ăn thôi, còn mà túi sách hoặc là camera đồ, điện thoại đồ là cứ chụp vô tư, không có vấn đề đó. Nó không có lấy mấy cái đó, nhưng mà đừng có để trên bàn, nó tới nó nghịch, nó lấy nó chơi thôi, chứ nó không có phải là giật. Thức ăn thì sẽ bị giật đấy.